Hơn 1.500 khách hàng, hơn 15.000 đơn hàng đã vận chuyển thành công. Hơn 3 năm thực hiện sứ mệnh thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam hội nhập thị trường xuất nhập khẩu. Với định hướng trở thành đối tác toàn diện, Ninja Direct tích cực hoàn thiện và triển khai các dịch vụ mới, cung cấp trọn gói giải pháp nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trải nghiệm của một số khách hàng tại Ninja Direct. Mình tên là Cường. Hiện tại mình đang kinh doanh các cái sản phẩm về phụ kiện như là tripod cho điện thoại, máy ảnh và để tủ sướng. Mình là chủ của gian hàng Selfiecom. Xin chào mọi người, mình là Trinh, mình kinh doanh phụ kiện trẻ em và phụ kiện nữ. Mình kinh doanh chủ yếu ở Shopee và Lazada. Tên của gian hàng mình là Lia Baby. Anh thì hiện tại đang kinh doanh về lĩnh vực phụ kiện công nghệ và điện thoại, như là loa hoặc là các cái phụ kiện của máy tính. Mình biết đến và sử dụng dịch vụ của Ninja Direct là từ đầu năm 2021. Chị nhập hàng của Ninja hơn 2 năm. Anh sử dụng Ninja Direct được khoảng 6 tháng. Chọn Ninja Direct tại vì trước đây mình biết đến Ninja là một đơn vị nổi tiếng uy tín và là một đơn vị nổi tiếng lớn ở trong nước, và sau đó thì mình biết thêm là Ninja có thêm các dịch vụ như là đặt hàng, nhập hàng từ Trung Quốc, là cái lựa chọn của sử dụng dịch vụ của Ninja Direct. Do không chăm sóc khách hàng rất là nhiều tình. Anh chọn Ninja Direct là vì Ninja Direct là một công ty lớn, có mặt trên nhiều quốc gia, thương hiệu uy tín, hàng hóa của anh được đảm bảo. Khó khăn thì nó cũng có một vài khó khăn, đặc biệt là trong cái đợt Covid thì dường như thời gian đó thì cả nước mình không rõ, nên là cái việc nhập hàng cũng gặp nhiều khó khăn, thời gian giao hàng nó lâu, và thứ hai là cũng do dịch bệnh kéo dài nên là cả tình hình tài chính của mình. 2 năm qua thì khó khăn thì chủ yếu là do tắt biên và đóng biên. Tại những lúc đó thì bên Ninja đều xử lý cho chị rất là ổn. Như là mất hàng thì đều có bồi thường. Ninja cũng có một vài hỗ trợ. Về tài chính thì Ninja hỗ trợ cho mình là tiền cọc giảm xuống còn 50%. Trong thời gian vừa rồi thì do tình hình dịch bệnh là cửa khẩu biên giới nó hay bị tắc biên, nó làm cái hàng hóa của anh nó về chậm. Ninja Direct đã hỗ trợ bên anh là thay đổi những cái phương thức vận chuyển từ đường bộ sang đường biển để đảm bảo hàng hóa nó về đúng tiến độ. Gần đây mình cũng biết đến là Ninja có cái dịch vụ là tài trợ thương mại, thì chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái dịch vụ này của Ninja, tại vì mình thấy là nó có rất là nhiều cái điểm rất là hay. Trước đây thì mình cũng đã sử dụng cái dịch vụ đặt hàng hộ của Ninja. Có em, anh thì lúc nào cũng muốn là tìm thêm những cái nguồn hàng tốt, phong phú đa dạng để có thể đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của mình. Và Ninja Direct thì cung cấp thêm những cái dịch vụ hỗ trợ về thanh toán, như là thanh toán cọc trước, rồi sau khi nhận hàng mình sẽ thanh toán hết toàn bộ đơn hàng. Như vậy thì nó giúp cho bên anh chủ động được cái nguồn tiền, nó đỡ bị áp lực về tài chính. Cảm ơn sự hợp tác của các anh chị trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Ninja Direct vô cùng tự hào khi được hỗ trợ anh chị trong công việc kinh doanh và trở thành đơn vị nhập hàng được anh chị tin tưởng sử dụng. Chúng tôi sẽ luôn cải tiến, phát triển để đem đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn thiện hơn. Ninja Direct, dịch vụ nhập hàng Trung Quốc từ tập đoàn logistics hàng đầu Đông Nam Á, Ninja Van.